một đoạn camera hành trình của một xe ô tô đã ghi lại khoảnh khắc vụ sạt lở đất khiến nhiều phương tiện và người bị vùi lấp trên quốc lộ 2, đoạn qua địa bàn xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, xảy ra vào sáng ngày 29 tháng 9. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 9, tại quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Minh, huyện Bắc Quang, đã xảy ra vụ sạt lở ta luy dương với chiều dài khoảng 300 m khối lượng đất đá sạt lở khoảng trên 3.000 mét khối. Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng xác định có một người tử vong là bà Tạ Thị Hạnh, 53 tuổi, trú tại xã Việt Vinh. Hiện còn 3 người nghi mất tích. Theo báo cáo ban đầu, xác định 6 phương tiện đang lưu thông bị đất đá sạt đẩy xuống ta luy âm, trong đó có một xe khách, hai xe tải, ba xe ô tô. Ngoài ra, tại các tuyến đường liên thôn thuộc địa bàn các xã Thượng Bình, Hữu Sản, Đồng Tâm, Việt Vinh bị sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông.